Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm viên nhung hươu. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về viên nhung hươu cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Nhung hương Bột gạc hương Huyết hương khô Vitamin C Vitamin E Dạng bảo chế Viên nang Công dụng Hỗ trợ bổ huyết Hỗ trợ bồi bổ cơ thể Hỗ trợ tăng cường sức khỏe sinh lực Mạnh gân cốt Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng hạn chế lão hóa cơ thể chỉ định người già người suy nhược cơ thể gầy yếu kém ăn thiếu máu hay hoa mắt chóng mặt ủ tai người sau phẫu thuật mới ốm dậy phụ nữ sau sinh người cần tăng cường sinh lực tăng cường sức khỏe lao động nặng người sức đề kháng kém cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng Ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 2 viên. Uống sau khi ăn 1 giờ với nước sôi để nguội. Liệu trình dùng liên tục 1 tháng, nghỉ 2 đến 3 tháng sau đó dùng lại. Để đạt kết quả tốt nhất một năm có thể dùng 3 liệu trình. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhà sản xuất. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn hiểu rõ hơn về viên nhung hưu, đồng thời biết cách sử dụng sản phẩm viên nhung hưu sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.